sở hữu một dàn karaoke ngay tại nhà, hoặc là bạn chỉ có một mình thì vẫn có thể thực hiện được niềm đam mê này với một chiếc micro Bluetooth. Thu Phương vừa mới động được một chiếc micro Bluetooth Magic MP30 và cảm thấy em nó khá là thú vị và muốn review cho mọi người xem. Ngay bây giờ hãy cùng Thu Phương đập hộp em nó nhé. Các bạn có thể quan sát là bộ sản phẩm được đựng trong một chiếc túi chuyên dụng. Chúng ta hãy cùng khám phá xem bộ sản phẩm bao gồm những gì. Một chiếc micro. Magic Sync MP30. Tiếp theo là bộ phụ kiện. Chiếc đèn LED để gắn vào mic. Cắm sạc, một rắc là 3.5mm để kết nối với thiết bị điện tử và rắc còn lại để cắm sạc. Quyển hướng dẫn sử dụng. Theo Thu Phương thấy thì chiếc micro này khá là nhỏ gọn nên các bạn có thể dễ dàng mang theo trong những cuộc đi chơi dã ngoại hay là picnic ở ngoài trời mà không cần dàn karaoke cùng kềnh. Cấu tạo của chiếc micro này thì bao gồm một phần thu mic ở phía trên, phía dưới là tay cầm. Và trên tay cầm thì có khe cắm đèn LED, khe cắm sạc. Đây là phần loa được tích hợp đi kèm với mic. Phía trước các bạn có thể quan sát là cụm nút chức năng để điều khiển mic, điều chỉnh âm bass, âm chest, điều chỉnh âm vang, điều chỉnh âm lượng của loa, nút điều chỉnh âm lượng của mic, nút bật tắt loa, nút bật tắt của mic. Và phía dưới là nút điều chỉnh quay lại hay chuyển tiếp hoặc tạm dừng bài hát. Thời gian sạc pin của chiếc mic này thì tầm 2 đến 3 giờ là đầy. Bạn có thể sử dụng ca hát liên tục trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Và bạn có thể dùng dây sạc USB để sạc qua cổng của laptop hoặc là qua khe cắm chuyển đổi với nguồn điện trực tiếp. Bên cạnh đó thì chiếc mic này còn được trang bị thêm một cáp kết nối với âm thanh. Bạn có thể cắm ngay chiếc cáp này vào trên micro, sau đó cắm jack còn lại vào điện thoại hoặc laptop để nghe nhạc trực tiếp. Và bây giờ Thu Phương sẽ test thử một bản nhạc cho các bạn xem nhé. Các bạn bật mic, sau đó bật mic, bật âm thanh của loa. Nếu như không muốn thì bạn có thể kết nối micro với điện thoại qua Bluetooth bằng cách là các bạn nhấn bật loa. Sau đó các bạn bật Bluetooth trên điện thoại. Tìm kiếm thấy thiết bị thì các bạn nhấn kết nối. Như vậy là chiếc mic này đã kết nối Bluetooth với điện thoại. Và chiếc mic này tương thích với cả hệ điều hành iOS và Android. Các bạn có thể kết nối Bluetooth với hệ điều hành Android tương tự. Và các bạn
có thể tìm kiếm bài hát bằng cách là tải một phần mềm karaoke của Magic Sing trên Google Play hoặc là trên App Store của iOS. Bây giờ Thu Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn vào App Store. Sau đó tìm kiếm phần mềm Magic Sing. Karaoke. Sau đó các bạn tải về. Các bạn có thể quan sát đây là giao diện của phần mềm Magic Sing Karaoke. Đây là danh sách các bài hát. Nút ghi âm. Phát lại. Dừng và ngay tiếp. Nút chọn bài hát yêu thích. Phía trên là danh sách các bài hát và các bạn có thể tìm kiếm tên bài hát. Nhập vào vị trí tìm kiếm. Ví dụ như tìm kiếm bài Vùng Lá Me Bay thì các bạn nhập chữ cái đầu tiên của bốn chữ này. V, L, M, B. Và sẽ ra bài hát. Ngoài ra thì phần mềm này còn được tích hợp chức năng tìm kiếm bài hát bằng voice. Và các bạn chỉ cần tìm kiếm bằng cách là nhấn vào nút biểu tượng voice, sau đó đọc tên bài hát Vùng Lá Me Bay. Như vậy là các bạn có thể quan sát là chúng ta đã tìm kiếm được bài hát bằng voice. Và tuy nhiên thì cái phần mềm này có một nhược điểm so với những bạn dùng hệ điều hành iOS. Đó là cái phần mềm này vẫn chưa được nâng cấp chức năng này trên hệ thống iOS. Ngoài một micro thì các bạn còn được đi kèm một quyển danh mục các bài hát. Và ngoài cách tìm kiếm bài hát trên phần mềm mà Thu Phương vừa hướng dẫn thì các bạn có thể tra các mã số của bài hát mà bạn yêu thích ở trong danh mục quyển này. Xin em đừng lo, khi em đó ở đây. Xin em đừng lo.
kèm micro còn có một thẻ cào quà tặng khi bạn sử dụng phần mềm Magic Sync Karaoke, và các bạn cào lấy mã số trên thẻ. Sau đó vào phần mềm Magic Sync Karaoke. Tìm kiếm danh mục đăng ký thẻ cào. Sau đó nhập mã code đã cào được và hoàn thành. Chiếc micro của Bluetooth không dây Magic Sync MP30 có giá hiện tại tại beta.vn là 1.500.000 đồng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm micro có hình thức tương tự như thế này, nhưng giá từ 3-400.000. Tuy nhiên chất lượng chắc chắn là sẽ không thể bằng được rồi. Vậy nếu như bạn muốn lựa chọn một chiếc micro có chất lượng âm thanh tốt thì chắc chắn MP30 là lựa chọn lý tưởng. Vậy thì còn chờ gì nữa, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-3366, hoặc các bạn truy cập website meta.vn để xem chi tiết sản phẩm và đặt online nhé. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Meta để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.